bí ẩn khoản tiền 14,5 triệu đô la Mỹ đại gia tạo hùng quốc Việt trả cho bà Trương Mỹ Lan. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh clip cảnh sát giao thông đạp người vi phạm. Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai? Vụ chặt chém ba quả dứa giá 500.000 đồng, người bán hàng rong nói gì sau khi bị vu oan? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong bản án tuyên ngày 11 tháng 4 liên quan đến trách nhiệm xử lý dân sự, đáng chú ý Quốc cường Gia Lai QCG phải trả Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng, công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo phải trả 145 tỷ đồng cùng 1.000 lượng vàng SGC, Công ty Hồng Phát của đại gia Trần Thị Việt Thanh phải trả 2.355 tỷ đồng, đại gia Nguyễn Cao Trí phải trả 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hội đồng xét xử quyết định tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ cho Trương Mỹ Lan số tiền 116,29 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành giả soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định. Danh sách tài sản kê biên về tiền có khoảng 14,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt do bị can Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Cụ thể, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu đô la Mỹ tương đương 350 tỷ đồng cho Tạ Hùng Quốc Việt để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn do công ty cổ phần Green Hill Village làm chủ đầu tư. Sau khi vụ án lỡ dở, cơ quan điều tra mời làm việc, Tạ Hùng Quốc Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng, tức là khoảng 4,75 triệu đô la Mỹ và 9,75 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu đô la Mỹ. Công ty cổ phần Green Hill Village thành lập tháng 4 năm 2018 với vốn điều lệ là 627 tỷ đồng do ông Tạ Hùng Quốc Việt làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Cơ cấu cổ đông ban đầu, ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 51%, ông Tạ Hùng Chí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 24,5%. Tháng 7 năm 2022, Green Hill Village có tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1985, đồng thời công ty đổi tên thành Green Hill Luxury Resort trước khi đổi tên về Green Hill Village như hiện nay. Cuối tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Thế Hoàng Thế Trân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Dự án Green Hill Quy Nhơn quy mô 16,6 ha chia làm 5 phân khu với 500 căn hộ theo và 148 căn biệt thự. Dự án này tháng 9 năm 2022 được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, tổng vốn đăng ký tăng gấp 10 lần từ 230 tỷ đồng lên gần 2.596 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư cũng được kéo giãn sang quý 2 năm 2024. Hệ sinh thái quanh đại gia Tạ Hùng Quốc Việt. Ngoài Green Hill Village, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn là lãnh đạo người góp vốn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều mảng kinh doanh khác nhau như buôn bán ô tô, tài chính, giáo dục. Theo một nguồn tin cho biết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 đang xác minh clip có nội dung cảnh sát giao thông đạp ngã thanh niên điều khiển xe vi phạm đang lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn clip 3 phút 37 giây được tài khoản có tên viết tắt là NDGH đăng tải trên Facebook từ trưa 30 tháng 4 đã có 19.000 lượt chia sẻ với 21.000 bình luận, phần lớn là chỉ trích với hơn 3,1 triệu lượt xem. Với nội dung đồng chí NQH cảnh sát giao thông An Lạc đạp người dân gần chợ bờ ngựa Tân Kiên. Trong clip đã xảy ra tranh cãi giữa người dân và một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông. Ở bên cạnh, một nam thanh niên đang ngồi bệt dưới lòng đường, nhìn như bị thương tích chảy xước ở tay chân. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong đoạn clip, người dân đã nói nhiều câu với cảnh sát giao thông như đạp người đâu có được, sai phạm thì anh ép người ta vô, anh hỏi người ta chứ, anh đạp như vậy là chết người. Anh ép người ta từ từ thôi, làm vậy người ta té thì sao? Đạp vậy chết con người ta. Người đàn ông quay clip cũng nhiều lần khẳng định thấy cảnh nam thanh niên bị đạp và sẵn sàng làm chứng, đồng thời còn đọc tên cảnh sát giao thông là NQH, công tác tại đội cảnh sát giao thông An Lạc. Trong khi đó, cán bộ cảnh sát giao thông thì đáp, gây rối hả? Anh tấp vào lề, anh nói tôi đạp, anh lấy bằng chứng ra, anh không có, anh đừng vu khống cảnh sát nha. Cán bộ cảnh sát giao thông sau đó dựng xe gắn máy của thanh niên sát vào lề đường và đề nghị người dân đi đường di chuyển để tránh ùn tắc. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết đã nắm được thông tin, đơn vị đang cho cán bộ báo cáo phòng PC08 để làm rõ sự việc. Đại diện PC08 cũng cho biết đang xác minh và làm rõ. Sau vụ nổ lò hơi nghiêm trọng ở Đồng Nai, điều được nhiều người quan tâm là ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, chế tài xử lý ra sao. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh ở ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được xác định là lỗi kỹ thuật của lò. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết về trách nhiệm bồi thường khoản 8 điều 3 Luật An toàn vệ sinh lao động Năm 2015 nêu rõ, nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường. Nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa kịp thời, đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi, mức độ suy giảm khả năng lao động, nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức bồi thường. Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức độ như sau: ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng. Nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động. Cụ thể suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần và từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Với người lao động thiệt mạng, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động qua đời và được hưởng chế độ tử tuất. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 12 năm. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ba trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong vụ án, ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam bị truy tố về tội nhận hối lộ theo cáo trạng các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn buông lỏng quản lý đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm việt nam các tri cục trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa trong đó có thời gian làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021. Ông Trần Kỳ Hình nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm, sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm, kiểm định phương tiện, thẩm định hồ sơ thiết kế. Ông Trần Kỳ Hình đã nhận tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Tương tự trong thời gian lên làm cục trưởng thay ông Trần Kỳ Hình ông Đặng Việt Hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhận hối lộ của Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 40 tỷ đồng, trong đó Đặng Việt Hà hưởng lợi số tiền gần 9 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tiếp nhận chủ trương chỉ đạo ở cấp trên, các bị can thuộc phòng kiểm định xe cơ giới hay còn gọi là phòng VAR, phòng tàu sông, phòng VR đã nhận tiền hối lộ từ các trung tâm, chi cục đăng kiểm để bỏ qua các lỗi hiếu sót về pháp lý, điều kiện hoạt động, đầu tư, mua sắm, nhân sự, vân vân khi thẩm duyệt hồ sơ xin thành lập và tạo điều kiện trong quá trình hoạt động của các trung tâm, chi cục đăng kiểm. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới, các bị can còn nhận hối lộ từ các công ty thiết kế phương tiện cải tạo để cấp thẩm định đạt dù có nhiều hồ sơ không đủ điều kiện. Từ đó, một số trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện nhân lực đã thực hiện hành vi giả mạo trong công tác, lập khống danh sách đăng kiểm viên, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên hoặc đóng giả đăng kiểm viên không thực tế làm việc tại trung tâm đăng kiểm. Một số nơi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa các thông số kỹ thuật đối với phương tiện cơ giới đường bộ để can thiệp, chỉnh sửa kết quả kiểm định như khí thải, phanh, đèn của xe cơ giới. Các sai phạm có hệ thống, xuyên suốt xảy ra trong một thời gian dài đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước. Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán hàng rong bị vô oan chặt chém cách tây 500.000 đồng bao quả dứa, mới đây, khổ chủ là bà Nguyễn Thị Thành, quê ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã có những chia sẻ về câu chuyện này. Bà Thành không biết chữ, nhưng qua lời kể của con trai, bà mới biết mình bị dư luận xã hội, cư dân mạng ném đá vu oan. Sự thật là bà Thành bán 50.000 đồng một túi dứa cho khách Tây chứ không phải 500.000 đồng ba quả dứa như trên mạng đồn thổi. Bà Thành nói: "Tôi đã trả lại hai cô ấy 450.000, không biết thế nào cô ấy cứ bốc dứa của tôi, tôi không hiểu, tôi nghĩ mình không biết tiếng mà cô ấy cũng không biết tiếng thì tôi không bán nữa, trả lại tiền cô ấy, mà người ta mua có một quả dứa chứ có phải mua ba quả đâu mà trên mạng lại đăng như thế." Câu chuyện chỉ có thế thôi, tôi không cãi nhau, tôi chẳng biết câu gì mà cãi nhau cứ thấy cô ấy sừng cổ lên, răng dứa thì tôi không nghe. Bà Thành không hiểu vì sao một chuyện nhỏ lại bị đẩy lên thành nghiêm trọng trên mạng xã hội. Bà Thành kể thêm, tôi nói sự thật, tôi không sợ gì cả, nhưng ở nhà anh em, các con, các cháu tôi là cũng bức xúc, người ta bảo tôi tham, làm thế thì chả mấy mà giàu. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Pà Tần, huyện Nậm Pồ cho biết, Sáng hôm 1 tháng 5, tại khu vực bản Huổi Quang, người dân phát hiện ba thi thể dưới khe núi của một cánh rừng trong bản. Sau khi người dân phát hiện vụ việc, đã báo cáo lên chính quyền xã. Ngay sau đó, lãnh đạo huyện Nậm Pồ và lực lượng chức năng cũng tiếp cận hiện trường. Bước đầu xác định ba nạn nhân trong vụ việc trên là ba người trong một gia đình sống trên địa bàn xã Ba Tần, được cho rằng lên rừng đào rúi nhưng hai ngày không về. Danh tính các nạn nhân được xác định là ba bố con gồm ông Hạng AG, sinh năm 1970, hạng AB sinh năm 2009 và hạng AC sinh năm 2011. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết thi thể ba nạn nhân vẫn đang được để tại hiện trường để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường xong, gia đình nạn nhân sẽ tiến hành mai táng nạn nhân gần khu vực hiện trường theo phong tục. Trung tá Phạm Văn Quyền, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến ba bố con ông G thiệt mạng. Theo ông Quyền, có thể khi lên đến khu vực đồi tìm rúi, ba bố con ông G sử dụng lửa đốt để bắt rúi trong khe núi. Nhưng do thời tiết nắng nóng và khu vực có nhiều cây lau sợi khô nên khi đốt, lửa lan rộng, ba bố con ông G không kịp chạy thoát, dẫn đến thiệt mạng. Hiện nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm và kết luận. Ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Nguyễn Đức Tiến, 31 tuổi, quê Quảng Ngãi, chỗ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lê Văn Sĩ, 26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang ở chợ Bình Điền quận 8 và Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, quê tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, cả ba người này không có công an việc làm, lười lao động, tham gia là thành viên của fanpage Facebook Hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống. Chọn biệt thự nhà bà Trần Thị L, 55 tuổi, nơi ngụ phường Thới An, quận 12. Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng tham gia cướp tài sản và chọn đêm 29 tháng 4 sẽ gây án. Tiến đi mua ba con dao Thái Lan, một cuộn băng keo, một bình sơn xịt đen, bốn cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L dùng dao đe dọa, chói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh sau đó khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản. Tuấn có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ, nhưng Tuấn đổi ý không tham gia, mà đi về nhà ở Biên Hòa Đồng Nai. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi lực lượng 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra, phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở quận 12 nên báo cho lãnh đạo đơn vị. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với PC02 xác minh làm rõ nhóm này. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị phán trực chiến 100% quân số, chia làm 6 mũi, túc trực ở khu vực liên tục 3 ngày để phục kích, bắt quả tang nhóm cướp. Trung tá Hưng nói, nhóm này không chế chủ nhà, cướp tài sản và yêu cầu gia chủ phải chuyển khoản thêm. Nắm được tình hình, lãnh đạo chuyên án yêu cầu lực lượng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho gia chủ. Đồng thời, lực lượng công an lên phương án khi đối tượng đột nhập vào nhà sẽ vây bắt hiệu quả không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chủ nhà. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Tiến cùng với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà của bà L. Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi sách của bà L, bên trong có 1,1 tỷ đồng đang treo ở cầu thang, thì phòng cảnh sát hình sự PC02 và công an quận 12 cùng ông Bình, ông Quỳnh là lái xe riêng của bà L ập vào bắt quả tang Sĩ và Tiến đưa về trụ sở công an để làm rõ. Đại tá Phạm Đình Ngọc, trưởng công an quận 12 cho biết, băng nhóm này hội tụ rất nhanh trên không gian mạng, thực hiện hành vi phạm tội cũng rất nhanh rồi tan rã. Theo Đại tá Ngọc, những người này đều nghiện, chuẩn bị sẵn hung khí như dao, bình xịt, găng tay, đột nhập nhà gia chủ để cướp tài sản, thậm chí còn yêu cầu gia chủ chuyển khoản và cho biết yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thượng tá Dương Đình Lập, Phó trưởng công an quận 12 cho biết nhóm này đột nhập với mưu tính là khống chế, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thượng tá Lập nói, nhóm này nếu gây án thành công thì sẽ ngay lập tức trốn sang Campuchia. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp phá án.